Xin chào cả nhà hôm nay là 20 tháng 1 năm 2022 hôm nay thì tiện với việc sửa cái con kích xưa 3000W đây con này model là FPC 3000B con này là 24V nhé điện áp là 24V này điện ra là 220V sóng xin chuẩn này công suất là 3000V 3000VA 3000W này Đấy con này hiện tại bên em đang bán nó rơi vào hơn 5 triệu uh, tiện sửa xong rồi thì em đang nắp vào thì quay clip cho mọi người xem là cái lội thất bên trong nó có gì uh, bán máy mới nhưng mà quên chưa chưa có thời gian tháo ra hôm nay tiện có một Bạn, uh, bác qua cái gửi sửa thì em sửa xong rồi anh tiện uh, uh, chia sẻ quay cho mọi người xem bên trong ruột nó có cái gì À, kích Shure này nó chạy thì rất ngon nhưng mà có nhược điểm là nó sẽ bị hao điện hơn là kích của Cianbow Cianbow thì nó nhẹ điện còn cái con này thì cái chuyển đổi nó hao phí hơn Tức là cái hiệu suất nó không cao bằng Cianbow à, Về nội thất bên trong thì cái con kích này là kích 24V 3000W Nó sẽ sử dụng tất cả là 5 chiếc biến áp Đây 1, 2, 3, 4, 5 5 chiếc biến áp này Mỗi chiếc biến áp này có công suất là 600W, 6530 là 3000W. 600W cho một cái công một cái biến thế này nhé. Cầu trì cho nó sử dụng là cầu trì là hai cái 20A là 40A cho một cái biến áp này. Đấy và tổng công suất ở đây là 200A. Đấy, tức là cái, cái đầu vào tối đa là 200A này tụ lọc nguồn thì nó sử dụng 3 tụ lọc nguồn là tụ 450V, 470mm, 3 tụ. Dòng khởi động là tương đối cao. Dòng khởi động là nó khoảng tầm à, 10A, 10A, quá 10A một chút. Đây là cuộn lọc xin chuẩn 3000W của nó này. Nó sẽ có hai đầu ra đây. Công tắc đây. Đấy. Các cái đầu vào thì mỗi một cái biến áp này sẽ có hai chiếc tụ lọc nguồn. tụ lọc nguồn 3 3300 microfarad một tụ. Tụ 35V. Đầu ra thì được lọc bởi tụ là 2,5 microfarad. Ờ à, kích này sử dụng 8 con sò, sò 60 sò gì nhỉ? Con sò này. Sò nó giống như sò của xiên bầu ấy, đó là FGH60L60. Sò này là sò của hãng On nhé sò nhà em thay là sò của hãng On. Nó sử dụng bo dao động nhưng bo dao động của nó chết rồi, em đã độ thành bo độ thành bo EGS 202 đây. Độ nó thành cái bo này rồi. Cái bo của nó là nó bị nổ uh, công suất, nó chập nó nổ công suất. ra là nó chết mất cái bo gốc rồi. nên là thay thành thay thành bo EGS 202 chân cắm. Sau này hỏng hóc thì thay rất là dễ. Đây một loạt diode con này nó chết đi đấy nó phải thay hết rồi. Nó hỏng cả phần uh, uh, kiểm soát uh, lưng áp này, đây. Phần này nó có một con IC 431 là điều điều khiển điện áp đầu ra. Điện áp đầu ra của nó không phải nó là 400V DC. Khi nó làm việc nó còn 380V, còn khi nó hở mạch nó 400V. À, cái con này nó bị uh, chết bệnh chính của nó là chết sò này chết sò là cho chỉ chết có ba con thôi nhưng mà thay là phải thay cả 8 con thì nó mới đều nếu mà thay ba con thì những con khác thì nó sẽ chết theo sau một thời gian nó sẽ chết nên là thường bên em sửa là sẽ thay hết thay luôn cả 8 con 8 con 60 n 60 con này em đang bán là 60.000 một con nhé sò của hãng on là sò hãng chính hãng đấy 60.000 một con đấy con này là 8 con 8 con là 6848 480.000 tiền sò Đấy còn tiền mạch này nữa rồi tiền công làm thì các thứ Nhưng con này trong quá trình làm nó lại còn chết thêm bốn con nữa Tất cả là đã thay đốt vào đây là 12 con sò Để sửa được con này là đã phải đầu tư 12 con sò 60 l 60 Đây mới thay một con IC mấy có điện trở ở cái phần hồi tiếp điện áp DC Điện áp DC nó ra có 180V yếu một loạt diode ở chỗ này nó chết này. Đấy, mới thay cái bo này chế cái bo này. Ồ, về phần công suất uh, tầng DC của nó thì sử dụng tất cả là mỗi một cái biến thế này sử dụng uh, sử dụng 4 con sò và tổng của nó sử dụng là 20 con sò. 20 con phép này. 20 con phép của tầng uh, DC. Tầng DC này thì ít khi chết lắm. Con này nó có cả diode chống ngược này. nên mọi người nhìn xem À, ngờ xưa này nó sẽ làm diode chống ngược này khi mà lắp ngược cực thì nó sẽ diode này nó sẽ dẫn điện và dẫn tới là cháy hết cái loạt cầu chì này đấy. thì là nó sẽ không chết kích nhưng mà cũng không khuyến cáo là thử ngược cực nhé ngược cực là nó bị cháy luôn cầu chì đấy nó sẽ cháy một số thứ khác lần thứ nhất có thể không cháy gì nhưng lần thứ hai có thể cháy một số thứ con này là chết đầu ra thôi chết đầu ra thì chết bo này xong lại còn lỗi cả phần phân áp hồi tiếp áp DC điện DC ra có 180 thôi, nó không ra đủ được 400V nói chung là sửa con này loàn hoàng con này sửa tốn kém chia đầu tư cho nó là 12 con sò này đây là một đống sò ngả dạ này 12 con sò với cả một cái bo mạch với các cái con điện trở các cái con diode nhỏ xíu Còn này thì bên em sẽ làm việc tới hết chủ nhật này nhá, sang tuần sau bên em mới nghỉ Tết cơ. Một số đơn vị vận chuyển là đơn vị Viettel là hôm nay họ nghỉ rồi. Còn lốt hôm nay họ nghỉ còn bên em sẽ chuyển sang là gửi bưu điện và gửi chuyển giao hàng tiết kiệm. Hai đơn vị đấy họ vẫn còn làm việc thì vẫn gửi được. Bác nào cần hàng thì vẫn alo. Đây ví dụ sò bên em thay đây, một hộp đây. Một hộp này nhiều tiền lắm đấy mấy triệu tiền sò. Này. Đây, sò này. Đấy, sò này là của hãng On nhá, sò hãng đấy, mua từ bên Trung Quốc. Đây, sò mới đây, thay cho chuyên dùng để thay cho xua và xiên 3 Sò này là thay cho máy 2 kg nhá, máy 2 kg nó sẽ chạy 4 con. Máy 3 kg nó chạy 8 con. Đấy, à, sò của hãng On này FGH60L60. Ngoài ra thì có cả cái con sò này là của máy cũng là máy 2 kg với máy 3 kg này. Con sò này thì đắt hơn. Con sò này tới tận 90 000 một con cơ. Sò này hơi đắt. Nó đắt hơn cả sò kia. Con này là IGVK 60L 65F1 60A 650V. Nó chỉ thêm 50V thôi nhưng mà có cái hãng này thì đắt khét. Rồi. À, một số cái kích nó không phải là xiên bao hoặc là không phải là xua uh, sure thì nó sẽ sử dụng cái con sò này con sò đắt tiền đấy đắt hơn cả con sò fgh 60 l 60 nó cũng là sò công suất thôi thay 60 l 60 là được điện trở đây các loại điện trở các mẫu từ một ôm cho tới một mê đây là sò con này là số công suất của máy sun 1000 và máy sun 2000. Sun 1000 2000, diode này. Diode nhỏ xíu, diode này của kích và diode của sạc mà để sửa sạc BBT. Đây, có diode này là một Con này là 2A 600V. Nói chung là rất rất nhiều món ở trong đây. Đây, con này là con sáu là cái gì đây con này là sò của con máy sun máy sun xanh xanh một nghìn hai nghìn